Tất cả các môn thể thao mà có tính thi đấu thì đều có chấn thương và tai nạn. Dạ, vậy thì aerobic nó xảy ra như thế nào và thường giải quyết như thế nào Thảo? Chấn thương là xảy ra cũng khá thường xuyên. Thế à? Dạ. Bưng bê nhau phối hợp nam nữ hoặc là nam bưng bê nhau phối hợp thì sẽ rất là dễ gặp chấn thương khi mà mình hơi có một chút xíu lơ là. Là mình sẽ bị chấn thương ngay luôn. Có những ngày mình tập bị quá sức của mình thì mình sẽ bị giống như là hạ canxi. Ai chà. Dạ. Và bản thân Thảo đã bao nhiêu lần chấn thương rồi? Em chỉ có một chấn thương duy nhất, nhưng mà cái đó nó cũng khá là nặng, cho nên là vì nó mà em nghỉ luôn. Trời ơi. Cái chấn thương làm cho ra khỏi sự nghiệp luôn à? Dạ. Thoát vị đĩa đệm cột sống. Cái đấy thì không phải do một cú nào đâu cả. Dạ. Do tích lũy lâu dài. Dạ đúng rồi. Mình sẽ bị chấn thương thì mình sẽ bị ảnh hưởng tới đồng đội của mình. Dạ, tới bài vở, tiến độ của bài vở cũng sẽ khó nữa. Tập lại cũng sẽ khó nữa. Bởi vì nghỉ một chút xíu thôi là mất thể lực. Dạ, tập lại rất là cực. Cái giải cuối cùng của em là hạng nhì của châu Á. Một cái bài aerobic ấy thường nó bao nhiêu phút hả Thà? Nó ngắn thôi ạ, tầm 1 phút rưỡi. Nhưng mà trong đó là phải thể hiện hết được các kỹ thuật bắt buộc. Trong thời gian ngắn như vậy thì mình phải làm quá nhiều động tác, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, rất rất là nhiều. Mỗi lần mà tụi em thực hiện xong cả bài thì môi tím ngắt á. Thế hả? Môi giống như bị trúng độc á, tím ngắt luôn. Có nghĩa là một cái bài rất là ngắn nhưng mà cần thể lực rất là nhiều và rất là mạnh. Tại vì tiết tấu nó luôn nhanh mạnh. Mình phải không có một cái nhịp nghỉ trong đó. Đúng rồi. Dạ. Bên aerobic là mình giống như là robot á. Dạ. Khi mà mình phải chắc mạnh và mình phải chính xác từng ly từng tí. Còn bên nhảy múa thì mình có được cái hơi thở hơn. Dạ. Và có tâm tư tình cảm hơn vào trong cái động đúng tác rồi, đúng của rồi, mình. Nên là cái múa thì đôi khi nó còn diễn tả cái cảm xúc. Dạ đúng rồi. Còn cái aerobic thì nó chỉ diễn tả cái gọi là cái sự nhanh mạnh thôi đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như là cái tay của em khi mà aerobic đi thì em phải chặt ra như thế này là chính xác nha. Nhưng mà khi mà mình nhảy múa thì mình có thể là nó hơi lệch một cái khung một xíu cũng được. Nó không có bắt buộc là mình phải y chang ngang như vậy, như vậy. Vẫn có cái khuôn khổ của nhảy múa nhưng mà nó thoáng hơn à. Nó thoáng hơn với rất là nhiều so với vận động viên.